đang bận dồn miệng. Anh đang bận hả? Anh đang ăn hả? Anh đang ăn hả? Hello. Ai chơi với em không dọn? Ai chơi với bé không? Cho anh ké với. Anh muốn ké gì vậy? Em chưa ăn, em đã thấy no rồi đây nè. Hello anh Phí, em ở đâu á? Em đang ở Sài Gòn. Em đang ở Sài Gòn. Em đã thôi alo vậy thôi. Hello No Idol, hello anh, hello mọi người mới vô. Em với bạn hả em? Dạ đúng rồi, em ăn với bạn nhưng mà bạn chưa tới, em ngồi mình. Em ngồi một mình cho nên em tranh thủ livestream nó chỉ chơi với mọi người một chút. Chà, bạn gái này nè, em có mang quà cho bạn nè, quà Merry Christmas, mang quà tặng bạn. Bạn chưa tới à. Sao anh hay cho anh với, cho anh ăn với, cho anh cái này cái kia với. Anh Ké ơi,